Xin đến nè các bạn nhé, trong video này chúng tôi sẽ phân ca bổn dỗ tha avay tới kia chi JSP life cycle. JSP life cycle kia chi ca cầm nọt ca bỏ prai JSP page ở tới chi servlet. Chúng tôi sẽ ca bỏ prai bị JSP page ở tới chi servlet nè các bạn nhé, tới ca bầm lại tam giờ process mỗi cứ service request. Chúng bạn mình service request thế vì ắt cắt lang thì bắt đầu mà xem là what chi vật nâng viên nâng chạm bắt đầu bị ca bắt JSP là hốt đó ca bắn chọc này servlet chẳng hạn mình đây tha JSP hay nâng servlet cứ viên mình tên này tên ổng khỉ bắt đầu mà đảm bây thua ca bầm lại JSP page nâng cứ dân miền bây đầm nạ ca chỉ tập 4 cứ dân thua ca cho mỗi nâng JSP file chẳng JSP bắt đầu mà việc bầm lại JSP ở tới chia file mỗi cứ file dot java chia file servlet và tạo mẫu viết phơ ca bấm lại nơi alpha dot java nâng compile hói viên nâng khai tư chia file khai chẳng bên đây tha bay process nâng hói tư via change result ở user khởi cứ tìm mối dường miên file JSP và tạo mẫu viết đầm nà ca translate bị JSP tư chia servlet chẳng bên đây tha nâng tư chia file java và tạo mẫu bấm lại bị pha trà vá ở tới chìa pha khá chẳng tập ai thuộc cả và tỏa mà này cứ chìa rút đài bà chế chẳng dừng miên JSP file và tỏa mà vì translate ở nắng tới chìa servlet file dot java hay việc compile hay ở nắng khai tới chìa pha khá và tỏa mà nơi khả nông này cứ servlet trên nét thuộc cả chẳng mà đông này servlet thuộc cả quạt thuộc cả bạc cả init servlet chấp đám sử viết hay nâng destroy chân dân nâng lùm ớt nơi lại xài khóa bỏ servlet mùi phần này tiết bằng tác hoàn tạc đơn thè nâng nông vọt chỉ vật bỏ JSP thì mỗi cư dương miên JSP file thì bị việc translate đã nâng tới chìa file servlet đặt trả quá và tổng máu việc bầm lại file nâng tới chìa file khác từ việc process nâng nông tiện tôn nâng càng nghĩa servlet request response tổng máu việc nâng bật chấp đáu destroy và tổng mặt tiết đây ưu tiêu thay bản này tổng ạc miền project mùi ní nè example chẳng dương miền được không ní miền file HTML miền asset đôi chìa tổng ạc ní chương miền folder và bản ní chìa asset bỏ dường chẳng như mọi đơn thay ta nè tổng ạc miền asset ý kì khá hề miền java, miền image, miền font, miền CSS chẳng tử chẳng bây dương bạc file nắng bỏ nhóm vi chân mọc bạm ní chẳng bên đây thay nhóm ạc dọc file ní ta đã cho project dô tàm bạc đó chẳng ưu tiên hóa cứ dân nâng bạc cát project trên dynamic mối cứ file nhú và tỏa máu dynamic web project chẳng dùng đặt nào thay example project hãy nhóm trực nơ lơ bị thay nick hay là nick nhóm select thông mà đá nick nhóm thịt nơ lơ web đoạt HTML phụ chân nâng thua cao mùi servlet nơ video và top finish chúng mình đây thì dương set up project chế đại năm mình mới bán sạc xe nó về đại việt đã chọc chẳng á ok chúng mình đây thì project này chọc vậy chứng đảm bay thưa ca copy code đại miền snap đại net ở nơi chưa start mà nhắc đã trôi chúng mình đây thì dương add thưa ca copy đôi khang khổ thì mỗi dương copy asset hay nâng copy file để dương miền ở trong project nâng màu tem mà đỏ chẳng á dương thưa ca copy máu copy và tạo máy dương dương một hai trôi nó không web app tem mà đỏ chúng khỏi bị phá này đó nên nâng tụ bán asset cho mùi nâng file HTML chúng dân add phơ cá right click nâng lưu file nâng và tỏa máu dân vô rename chúng nhóm chọn rename hay nâng đô file nâng tầm đồng chúng nè chúng nhóm đã nâng hồng ní đã thay JSP ok chúng khỏi bị đô hóa dân add bác mơ file nâng tới ní cứ file HTML thông đa tế nè và tỏa máu dân add thơ cá start server dân right click start chúng server dừng start hỏi dừng add right click nhớ lớp farm đoàn tiết đồng bây chọn đăng thay về run chân on run app run on server và tạo máu thịt nhớ lớp ní dọc server bỏ dưỡng và tạo máu dừng add thịt này đồng bây chấm hay finish được chẳng là tập hóa ní kêu viên chân nhảy ní kêu miên bẹp ní nè chẳng tệ tôn nâng video cơ rối kêu dương nâng chia giếm nâng không ca bắt đạch các bá đạm mùi pháo ní các bá vía body đã mùi file hay là footer đã mùi file. Ở con trang.